VDA chuyên gia âm thanh karaoke. VDA với theo nguyên lý, lắp theo âm học. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang quay trở lại với kênh YouTube của VDA. Các bạn thân mến, như thường lệ thì ngày hôm nay Thúy Nga sẽ đem đến cho các bạn một thiết bị âm thanh mới. Như các bạn cũng đã biết thì dạo gần đây xuất hiện một chiếc micro đến từ châu Âu, mà chiếc micro này đang làm điên đảo giới dân chơi âm thanh cũng như các ông bà chủ quán phòng karaoke. Và các bạn thân mến, bởi vì chiếc micro này có giá lên đến 9 triệu đồng. Và các bạn thân mến, bây giờ đây hãy theo chân Thúy Nga để tìm hiểu lý do vì sao chiếc micro cao cấp này đang làm điên đảo giới trẻ và được quan tâm rất là nhiều các bạn nhé. Là một sản phẩm thuộc phân khúc cao cấp, Micro V910A được thiết kế trên dây chuyền công nghệ hiện đại tiêu chuẩn châu Âu, được đánh giá là một giải pháp tuyệt vời về độ bền và tuổi thọ thiết bị cho các chủ quán karaoke. E3V910A đã được nhà sản xuất tính toán và chế tạo sao cho chiếc micro này sẽ không bị hỏng hóc do va đập, đánh rơi bởi chính các thượng đế trong cơn phiêu nhạc cực độ. Micro có khả năng cảm biến, tự ngắt, giúp tiết kiệm pin. Nếu trong 3 giây không có tín hiệu sử dụng, micro sẽ tự ngắt tiếng và sau 3 phút sẽ tự động ngắt nguồn. Ngoài ra, nếu người dùng lỡ tay đánh rơi micro, E3V910A cũng sẽ tự tắt tiếng để không gây tiếng ồn trên loa, giúp tránh được âm thanh quá ngưỡng dẫn đến đứt loa. Là một micro cao cấp, E3V910A hội tụ những yếu tố của một micro hàng đầu với khả năng lọc âm, chống hú rít hay chống hú rè tuyệt đối, giúp người hát tha hồ quẩy hết mình mà không lo cục hứng bởi những âm thanh không mong muốn. Điểm nhấn cuối cùng của E3V910A là dòng đó là micro sở hữu 500 kênh hiển thị, có khả năng chọn sóng siêu sạch. Kết hợp cùng chức năng xa sóng gần, E3V910A được mặc định tần số sóng sạch cao, giúp hạn chế tối đa các hiện tượng trùng sóng hoặc nhiễu sóng cản trở sự hoạt động của mic. Và nếu như đến đây các bạn vẫn chưa thật sự tin vào giá trị của E3V910A thì các bạn hãy nghe tận tai màn test micro đến từ VDA các bạn nhé. Có rất nhiều những câu chuyện em giấu riêng mình em biết. Như các bạn đã thấy, chất âm có thể gọi là vô đối đúng không nào, vượt trội hơn hẳn so với những chiếc micro cao cấp khác, đúng như tên gọi, tiền nào của nấy. Với mức giá là 9 triệu đồng, chi phí ban đầu bỏ ra khá là cao và cũng như cao hơn nhiều so với những chiếc micro thông thường khác. Tuy nhiên, V910A hứa hẹn sẽ là một công cụ kiếm tiền phù hợp cho việc kinh doanh các phòng hát karaoke với chi phí hao mòn và chi phí phát sinh cực thấp. Và các bạn ơi, bây giờ còn chần chừ gì nữa, hãy nhanh tay nhấc máy lên và gọi vào số hotline 0902799186 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm, hoặc các bạn có thể ghé ngay đến cửa hàng của VDA Pro để trải nghiệm E3V910 miễn phí trước khi quyết định tặng em nó về nhà các bạn nhé.